Khởi nghiệp là con đường đầy chông gai, nhưng dù là vậy thì vẫn có không ít người trẻ Việt dấn thân vào con đường này. Họ kiên trì, nỗ lực bám trụ trên con đường tìm kiếm thành công riêng mình. Đặc biệt, khởi nghiệp đang dần trở thành xu hướng tại Việt Nam. Đồng hành và nâng đỡ các startup trên con đường chinh phục thành công, Học viện CEO Hà Nội với chương trình huấn luyện CEO Beginner sẽ đồng hành cùng các startup chuyển giao kiến thức, bộ công cụ giúp CEO xây dựng được nền móng vững chắc khi bắt đầu khởi nghiệp. Lộ trình học chương trình huấn luyện CEO Beginner, giám đốc khởi nghiệp được xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh gồm 2 giai đoạn và được chuyển giao theo 2 hình thức, học online và review trực tiếp cùng chuyên gia. Từng giai đoạn cụ thể với những mục tiêu khác nhau giúp học viên có thể tối ưu được thời gian học tập và linh hoạt trong quá trình áp dụng và vận hành cho doanh nghiệp startup của mình. Giai đoạn 1, học viên tham gia khóa học online CEO Beginner, giám đốc khởi nghiệp với các bài giảng quay sẵn trên nền tảng ceovietnamonline.vn. Trong giai đoạn này, học viên sẽ được cung cấp bộ công cụ tối đa 60 ngày. Toàn bộ kiến thức trong chương trình online của CEO Beginner sẽ giúp học viên tìm ra sự khác biệt giữa sản phẩm, thị trường, con người, xây dựng kế hoạch thử nghiệm, kế hoạch kinh doanh, hiểu và biết cách sử dụng bảng CCSC, xây dựng mô hình doanh nghiệp tối giản, tinh gọn, quy trình bán hàng, luật chơi cho từng vị trí trong doanh nghiệp, lộ trình phát triển từ 3 đến 5 năm cho startup. Tuy nhiên, khi áp dụng kiến thức vào thực tế, chắc chắn CEO sẽ gặp nhiều vướng mắc. Để hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc cho CEO và điều chỉnh sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp, học viên sẽ được hỗ trợ review sửa chữa các tồn đọng và phương pháp giải quyết vấn đề sau khi áp dụng trong giai đoạn 2. Giai đoạn 2, review trực tiếp với đội ngũ chuyên gia thông qua Zoom online định kỳ 2 tháng một lần. Tại giai đoạn này, học viên sẽ được các chuyên gia của Học viện CEO Hà Nội hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, cách sử dụng toàn bộ kiến thức, công cụ được học trong phần online để lắp ghép thành một hệ thống bài bản, tạo ra một khối vận hành thống nhất và đột phá để đi đến mục tiêu nhanh nhất, tối ưu nhất. Với lộ trình học gồm 2 giai đoạn, đội ngũ các chuyên gia cố vấn của Học viện CEO Hà Nội luôn đồng hành cùng học viên xuyên suốt quá trình học và áp dụng kiến thức vào vận hành doanh nghiệp, kịp thời giải đáp mọi vướng mắc của học viên một cách nhanh chóng, chi tiết nhất. Được thiết kế và huấn luyện trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CEO Việt Nam Global. Đặc biệt, với những trải nghiệm của hàng nghìn chủ doanh nghiệp startup hoàn thành khóa học và chinh phục được những mục tiêu của mình, CEO Beginner giúp mỗi CEO có cái nhìn tổng quát nhất về kiến thức nền tảng khởi nghiệp, thiết lập tư duy xây dựng và vận hành doanh nghiệp startup, nắm vững và ứng dụng bộ công cụ phát triển mô hình kinh doanh dành riêng cho startup, giao lưu trực tiếp với các chuyên gia, tư vấn tháo gỡ vướng mắc tận gốc cho chính doanh nghiệp. Còn vô vàn những kiến thức bổ ích khác có trong chương trình huấn luyện CEO Beginner. Đăng ký ngay để sở hữu khóa học và bạn sẽ cảm ơn vì sự lựa chọn của mình. Học viện CEO Hà Nội, giải pháp quản trị doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Hotline 0926 776622. Website: hocvietceohanoi.com.